tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dự kiến quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế văn hóa ốc eo trong bối cảnh văn hóa châu Á do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm trưởng ban. Hội thảo khoa học quốc tế về văn hóa ốc eo trong bối cảnh văn hóa châu Á diễn ra vào ngày 17 tháng 11 do Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp đồng chủ trì với trên 170 đại biểu trung ương, địa phương, các tỉnh và các nhà khoa học trong nước, quốc tế tham dự. Hội thảo sẽ thông tin kết quả thực hiện đảng nghiên cứu khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thì, nền chùa, văn hóa ốc eo Nam Bộ, và chia sẻ các tham luận, tổng kết đánh giá kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại khu di tích ốc eo Ba Thề, An Giang và nền chùa Kiên Giang năm 2017-2020. Văn hóa ốc eo và Vương quốc Phù Nam trong bối cảnh lịch sử văn hóa Đông Nam Á và châu Á. Mạng lưới hải thương quốc tế và vai trò của đô thị cổ ốc eo trong bối cảnh của đô thị cổ ở Đông Nam Á và châu Á trước thế kỷ thứ 10. Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề, tỉnh An Giang, nghiên cứu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề, tỉnh An Giang hướng đến di sản thế giới. Đề án nghiên cứu khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề, nền chùa, văn hóa ốc eo Nam Bộ là nhiệm vụ khoa học có quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, mang tầm quốc gia và quốc tế, được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, qua đó cung cấp thêm những bằng chứng, các dữ liệu khoa học liên quan đến di sản văn hóa ốc eo trong bối cảnh văn hóa châu Á, làm sáng tỏ hơn những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích khảo cổ ốc eo Ba Thề. Ngày 10 tháng 11 tại khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang tổ chức hội thi công nhân lao động với đảm bảo trật tự an toàn giao thông cụm 2. Hội thi có 4 đội tham gia là những công nhân lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Universal Apparel. Tham gia hội thi, các đội trải qua các phần thi, tự giới thiệu, hiểu ý đồng đội, trách nhiệm kiến thức và xử lý tình huống. Nội dung thi xoay quanh kiến thức về luật công đoàn, Bộ luật lao động năm 2019, luật giao thông đường bộ năm 2008, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, vân vân, các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau một buổi tranh tài sôi nổi giữa các đội thi, đội xanh vàng đỏ đã xuất sắc đoạt giải nhất của hội thi, đội an toàn đoạt giải nhì, đội năng lượng mới đạt giải ba và đội tiên phong đạt giải khuyến khích. Đối với giải dành cho đội cổ vũ nhiệt tình nhất, thay vì chỉ có một giải ghi nhận tinh thần hết mình cho đồng đội của khán giả, ban tổ chức quyết định trao cho cả 4 đội cổ vũ tại hội thi. Trạm khuyến nông thành phố Châu Đốc cũng vừa tổ chức hội thảo mô hình bón phân dùi trên lúa trước gieo sạ. Mô hình trình diễn bón phân dùi trên lúa trước gieo sạ được thực hiện trên diện tích 0,5 hectare, lúa giống OM5451, lượng giống sử dụng 120kg mỗi hectare. Theo đánh giá của Trạm khuyến nông thành phố Châu Đốc, qua gần 4 tháng thực hiện, mô hình cho năng suất 6,8 tấn mỗi hecta, cao hơn ruộng đối chứng 0,2 tấn mỗi hecta, đạt lợi nhuận cũng cao hơn khoảng 2 triệu đồng mỗi hecta. Ngoài ra, nhờ áp dụng kỹ thuật bón phân dùi trên lúa trước gieo sạ, kết hợp sử dụng chế phẩm phân quỷ rơm rạ sau thu hoạch, giúp tăng cường vi sinh hữu ích vào trong đất để chuyển hóa dinh dưỡng khó tiêu thành dễ tiêu, giúp cây dễ hấp thụ, tăng cường khả năng quang hợp, giúp cây cứng khỏe, kích thích bộ rễ phát triển mạnh, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cân bằng độ pH, giảm phèn, giảm khí độc, chống ngộ độc hữu cơ cho cây lúa, chống thoái hóa đất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là giảm tình trạng đốt rơm rạ, bảo vệ môi trường.